Tam, em đừng có như thế. Chuyện gì cũng có cách giải quyết. Có khó khăn gì còn bọn anh đây nữa cơ mà. Phải đó. Ông đừng có ôm khư khư cái tính cực đoan mình vậy. Có chuyện gì cũng tự giải quyết mình. Không coi tụi này là bạn bè nữa hả? Đúng đó ông Tam. Ông phải bình tĩnh và đừng có nghĩ quẩn. Tôi biết là tiền bạc lúc này rất là khó khăn, nhưng mà không có gì là không thể giải quyết hết. Tụi tôi sẽ gom góp lại đưa cho ông, để ông cố gắng vượt qua trong thời gian này. Thôi khỏi phải suy nghĩ nhiều đi, dứt khoát làm lại từ đầu. Tôi không tin là ông xui tới mức lúc nào cũng gặp vận hạn đâu. Nhưng mà nè, tôi nói cho ông biết nha, lần sau mà ông còn chơi cái trò bỏ trốn như vậy hả, đừng có coi tụi này là bạn nữa nghe chưa. Cảm ơn mọi người. Tôi không sao đâu. Tao tập câu lạc bộ kia kìa. Cho à? Cho nó vào. Dạ. Vô đi ông nậu. Cả nhanh. Nhanh lên. Hôm nay sao lại rồng lại đến thăm tôm như thế này? Tao chấp nhận thua cuộc, mong mày để tình bạn cũ. Ui trời, à, nghe nổi cả da gà. À, Tam tắc răng lại hôm nay lại đến nhận bạn bè, lại với cả cái gì van xin kiệt toác à? Hả? Trước kia tao sai rồi, lẽ ra tao không nên đối đầu với mày. Mày là quân tử, mày có thể buông tha cho tao được không? Dù gì thì trước đây tôi với bạn thì cũng 4 năm ngồi cùng một mái trường. Tôi sẽ cho bạn một cơ hội. Tuy nhiên, nếu bạn làm cho anh em chúng tôi vui. Tao có thể làm gì để anh em chúng mày vui? Cái này là mày nói đó nha. Chứ anh em tụi tao không có ép. Bây giờ nè, mày đứng hai chân, mày nói chuyện á, cao quá, không ấy, mày quỳ đi. Như vậy á, tụi tao sẽ thấy vui hơn. Đúng không? Đúng rồi đại ca. Mày không biết nó nói cái gì à? Là nó kêu mày quỳ xuống đó. Nếu mày không thích, tụi tao không ép. Nhìn kỹ chưa? Thằng Tam hôm nay lại quỳ dưới chân thằng Kiệt toác này. Vui nào? Vui! Nhưng mày không trả ấy, thì con Nguyệt nó sẽ phải trả. Mà mày biết tính tao rồi đấy. Tao đã đòi ấy, cả gốc và lãi. Mày muốn tao làm gì nữa? Thôi, bạn đã nói thế rồi thì tôi cũng không chấp nhận gì với bạn nữa. Bạn bình thân lên. Dậy đi bạn ơi. Ngày xưa ấy, Từng chuyện mày đều hơn cơ của tao. Tại chú hết. Tài sản của mình thì sao? Công của anh em thì sao? Chú tính đi. Dù tao muốn gì, muốn thành cái gì thì mày vẫn ở đó ngáng đường. Bao nhiêu năm qua, ý muốn mãnh liệt nhất của tao là sẽ trả cho mày tất cả những thứ tao đã từng phải chịu đựng. Bây giờ mày còn muốn gì nữa? Cố chấp như vậy,
anh vẫn y như ngày xưa. Mày hãy nói rằng anh Kiệt, anh thắng rồi. Xin anh tha cho một kẻ hèn mọn ơi. Các em đâu, quay video cho anh. Anh muốn tất cả mọi người phải chứng kiến cái giờ khắc lịch sử này. Thằng Tam phải quỳ gối trước Kiệt Toác, à không, Hoàng Vương Kiệt này. Cho anh thêm một cơ hội đi. Anh hứa là sẽ không để cho hai mẹ con khổ nữa. Anh hứa là sẽ kiếm đủ tiền để đón hai mẹ con về mà. Anh Kiệt, anh đã thắng rồi. Xin hãy bồ tha cho một kẻ hèn mọn như em. Mẹ hy vọng là bà nội con thích cái áo này. Trời ơi, con chọn mà, mẹ yên tâm. Chuyện gì vậy em? Tam chung nhóm với em, đột nhiên bị mất tích mấy ngày hôm nay. Bây giờ Nguyệt thấy Tam đi chung với một nhóm người, Nguyệt chỉ kịp chụp lại biển số xe thôi. Bây giờ tụi em đang lo quá à. Không biết là Tam đang ở đâu, rồi Tam có gặp chuyện gì không nữa. Anh sẽ giúp em tìm ra chủ nhân chiếc xe này. Có cần không em? Dạ, cần chứ. Anh giúp em nha. Alo, Quân hả? Anh nè, anh nhờ em một việc được không? Giúp anh tìm thông tin chiếc xe này. Ok, hình ảnh và biển số xe anh sẽ gửi qua cho em. Gấp nha. Cảm ơn em. Xong rồi. Sao ai anh cũng quen, chuyện gì anh cũng làm được hết nhỉ? Vậy mà có một chuyện quan trọng nhất đời anh mà anh lại không làm được. Đó là giữ tình yêu của anh. Thì em vẫn ngồi đây với anh mà. Lê à, em đừng có rời xa anh nhé. Hạnh phúc và niềm vui của anh chỉ có em mới đem lại được thôi.